Trong những ngày cuối tháng 4 năm 2024 thì nhân dân hai bên bờ sông Hậu của thành phố Châu Đốc và thị xã Tân Châu cũng như là toàn thể nhân dân An Giang là vô cùng phấn khởi, hồ hởi, hoan hỷ khi mà cây cầu Châu Đốc được khánh thành và đưa vào sử dụng. Nhưng ít có ai biết rằng trước đó cũng trên địa bàn thị xã Tân Châu đã có một cây cầu hoàn toàn tương tự như cây cầu Châu Đốc được khánh thành. Vậy cây cầu đó là cây cầu nào? Xin chào tất cả mọi người. Trên bản đồ thì cái con kênh màu xanh dương, hay người dân địa phương thường hay gọi là kênh sáng, còn có một cái tên gọi khác nữa là kênh Châu Đốc Tân Châu. Cái kênh này thì là nó một đoạn là kênh tự nhiên, còn hầu hết cái đoạn thẳng nó là kênh đào. Thì nó là một cái tuyến kênh rất quan trọng, nó dài khoảng 11 km thôi, nối liền từ sông Tiền sang tới sông Hậu. Nó cũng giống như cái sông Vàm Nao, tuy nhiên là sông Vàm Nao thì là sông tự nhiên, còn cái kênh sáng này thì là kênh đào. Cái vị trí có một cái vòng tròn màu đỏ chính là cây cầu Tân An, một cây cầu hết sức quan trọng. Bây giờ thì xin mời mọi người đi theo mình để tới thăm cầu Tân An. Cầu Tân An thì được khởi công xây dựng từ năm 2015 mà cho mãi tới năm 2019 nó mới được hoàn thành và khánh thành đi vào sử dụng. Như vậy là phải mất tới gần 4 năm thì mới xây dựng xong cây cầu này. Và cái vốn đầu tư của nó là tương đương khoảng 600 tỷ. Như vậy thì nó còn nhiều hơn là cầu Châu Đốc, bởi vì cầu Châu Đốc là chỉ có 533 tỷ thôi. Chiều dài của cây cầu Tân An là 615 mét, có nghĩa là ngắn hơn cây cầu Châu Đốc khoảng 50 mét. Và chiều rộng của nó là 12 mét, ngắn hơn, hẹp hơn so với cầu Châu Đốc là 2 mét, cầu Châu Đốc là 14 mét. Nhưng độ tĩnh không cũng là 11 mét. Đấy, độ tĩnh không cũng là 11 mét và khoang thông thuyền cái đoạn mà lưu thông được đấy, đoạn lưu thông là 75 mét. Khoang thông thuyền của cầu Châu Đốc thì lớn hơn, tuy nhiên là cái khoảng lưu thông an toàn cũng chỉ là 75 mét thôi. Người có thể nhìn thấy đây. Tĩnh không là 11 mét, khoang thông thuyền 75 mét. Và một cái điều tương tự nữa, tức là nó cũng có tất cả là 13 nhịp. 13 nhịp thì trong đó có 3 nhịp đúc hẫng, còn lại là 5 nhịp mỗi đầu cầu là bê tông đúc sẵn, tức là lao dầm. Đây là cái đầu cầu phía bên bờ xã Tân An. Nó cũng có hai cái đường băng cá. Nó cũng có hai cái đường băng cá. Và tuy nhiên là nó khác với cầu Châu Đốc thì cái đường hai bờ sông đấy, đường hai bờ kênh ở dưới dạ cầu vẫn có thể thông qua, vẫn có thể đi lại được. Còn hai cái băng cá là nó sẽ tạo ra là hai cái khoảng đất trống. Đấy, hai cái khoảng đất trống này thì ở bên này hình như là chưa được tận dụng hoặc là đã được làm vườn hoa rồi, làm vườn bông đó. Nhưng mà cái đầu cầu bên kia thì mình để ý thấy là nó được trang trí, nó được tận dụng rất là tốt, rất là đẹp. Tất nhiên là hai xã khác nhau thì nó cũng có cái sự khác nhau, xếp nào thì phong trào nấy. Nhìn cái cầu góc này cũng rất là đẹp. Như vậy thì ví dụ như một con tàu lớn này, con tàu lớn mà có cái chiều cao là khá là lớn mà nó chui qua được cái cầu Châu Đốc ấy, đi từ sông Hậu sang sông Tiền mà đi qua cái con kênh này, kênh Tân Châu Châu Đốc này thì cũng có thể chui qua được cái cây cầu Tân An này. Và ngược lại,
Ở dưới thì có một cái xà lan đang lưu thông ở dưới dạ cầu, dưới kênh. Xà lan thì nó thấp thôi, tuy nhiên là có những cái tàu lớn, chẳng hạn như tàu du lịch chẳng hạn. Đúng là có rất nhiều điểm tương đồng giữa hai cây cầu này. Chỉ có cái điều thì cây cầu Tân An này nó hẹp hơn khoảng 2 mét. Và các cái định dạng, các cái trụ cầu nó cũng khác. Bây giờ thì sang bên bờ Long An rồi, xã Long An. Xã Long An của thị xã Tân Châu. Đấy, mọi người có thể để ý thấy không? Tức là cái khoảng đất ở dưới chân cầu này, khoảng đất ở dưới chân đầu bên xã Long An này được làm thành công viên luôn đấy, được làm thành công viên rất là đẹp. Và hai cái đầu ở phía gần sông đấy thì mình để ý thấy là có tới hai hay là bốn cái sân bóng chuyền. Như vậy là bên bờ xã Long An này chính quyền tận dụng cái hai cái miếng đất này để làm công viên vui chơi giải trí và cái sân bóng chuyền. Đấy. Nhìn từ góc độ này nó rất là đẹp nhé. Như vậy thì có thể nói rằng cái cây cầu Tân An chính là cái phiên bản trước ấy, của cây cầu Châu Đốc. Có rất nhiều điểm tương đồng. Nhìn ở góc độ này cũng rất là đẹp. Và cây cầu này nó đặc biệt quan trọng đó, bởi vì nó nối liền thị xã Tân Châu đấy với cái cửa khẩu Vĩnh Sương, một cái cửa khẩu cực kỳ quan trọng. Rất đẹp. Thì video hôm nay thì mình chỉ muốn chia sẻ lại với mọi người một cái cây cầu trên địa bàn của thị xã Tân Châu, một cây cầu rất lớn, rất đẹp, để cho mọi người có thêm những cái kiến thức về cái vùng đất của thị xã Tân Châu. Tới đây thì mình xin kết thúc video và nói lời chào tạm biệt mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ cũng như là để lại thật nhiều bình luận ở bên dưới để có những cái mà có thể là mình sai sót hoặc có những cái mình chưa biết thì mọi người cứ để lại những cái bình luận ở bên dưới, mình sẽ xem và reply lại. Thank you. Bye bye.